Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết tại thành phố Hưng Yên. Hiệu quả sáp nhập chi bộ ở các địa phương. Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến cây cam quất cảnh. Xã Tân Dân ra quân tháo dỡ biển quảng cáo giao vặt không đúng quy định. Tử hình 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 15, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Chính sách tỉnh tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho thân nhân gia đình liệt sĩ ở thành phố Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bà Đỗ Thị Vi là vợ liệt sĩ Đào Xuân Sự hơn 80 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, không có khả năng sửa chữa nâng cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách tỉnh hỗ trợ số tiền là 50 triệu đồng. Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa thành phố Hưng Yên hỗ trợ 30 triệu đồng, giúp đỡ gia đình bà Vi xây dựng nhà mái bằng kiên cố, có diện tích 44m². Ngoài ra, chính quyền, các đoàn thể xã, thôn và họ hàng đã giúp đỡ bà Vi tiền, ngày công để hoàn thành ngôi nhà sau 4 tháng thi công. Được biết, nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết cho người có công, hộ nghèo tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngày 12 tháng 7, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 21 nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 và chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 20 nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả, chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đạo đức lối sống đối với cán bộ đảng viên từng bước được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng Đảng được tăng cường và siết chặt. Việc điều động luân chuyển cán bộ phường, xã được quy định cụ thể. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Tạ Hồng Quảng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cần tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo cho công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao và việc sáp nhập thôn xóm, thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho đại hội đảng các cấp. Chiều ngày 12 tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm cũng tổ chức hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Văn Lâm đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách được trên 1.000 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ, 10 trên 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ thẩm tra công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đạo đức trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đa số cán bộ đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, nhà nước, công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển đất nước. 6 tháng cuối năm, huyện Văn Lâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới, tiếp tục thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp nhất bí thư và trưởng thôn, sắp xếp bố trí công an chính quy về cơ sở xong trong tháng 12. Ngày 12 tháng 7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm, toàn ngành tư pháp đã triển khai đồng bộ toàn diện các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đã hoàn thành 66 trên 114 nhiệm vụ được giao.
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các địa phương, bộ ngành chia sẻ một số mô hình hay, cách làm mới, đồng thời trao đổi một số đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả công tác tư pháp 6 tháng cuối năm. Lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu toàn ngành tư pháp tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ như xây dựng trình Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tốt sơ kết 5 năm triển khai thi hành hiến pháp năm 2013, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tập trung giải quyết tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp tại bộ và các sở tư pháp. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tinh gọn bộ máy tổ chức, khắc phục tình trạng một thôn có nhiều chi bộ dẫn đến việc ban hành và thực hiện nghị quyết không hiệu quả. Huyện Khoái Châu và Yên Mỹ là hai địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành sớm việc sáp nhập chi bộ, đảm bảo mỗi thôn chỉ có một chi bộ và bầu kiện toàn được nhiều bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn. Trước sáp nhập, huyện Yên Mỹ có 85 thôn, nhưng có tới 110 chi bộ. Sau sáp nhập, giảm được 25 chi bộ, đảm bảo mỗi thôn có một chi bộ. Thực hiện chủ trương, bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, Yên Mỹ còn 9 thôn cuối cùng đang triển khai thực hiện. Không còn tình trạng một thôn có nhiều chi bộ nên việc ra và thực hiện nghị quyết hiệu quả hơn trước. Hôm nay, trong cuộc họp để báo cáo về tình hình của thôn với xã, do một mình ông Hùng giữ cương vị bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn đảm nhiệm, thay vì 6 người cùng báo cáo như trước kia. Lý do là khi chưa sáp nhập, chỉ một thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ có 5 chi bộ. Vì vậy, các công việc của thôn về mặt đảng và chính quyền do 5 bí thư chi bộ cùng với một đồng chí trưởng thôn báo cáo. Từ cuối năm 2018, 5 chi bộ của thôn được sáp nhập lại làm một, ông Hùng được bầu làm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Trước kia thì đối với 5 chi bộ ấy, thì trước khi mà đưa ra cái kế hoạch để xây dựng một cái nghị quyết để triển khai thực hiện một cái nhiệm vụ gì đó thì 5 chi bộ chúng tôi đều phải họp bàn và thống nhất, sau đó tập hợp và báo cáo đảng bộ bộ phận, và đảng bộ bộ phận thì lại tiếp tục lại phải họp lại. Như vậy thì cái công đoạn của nó phiền hà và rất là tốn kém nhiều thời gian để họp bàn và thống nhất. Khoái Châu là huyện có số đơn vị hành chính cấp xã lớn nhất tỉnh, gồm 25 xã thị trấn với 111 thôn. Trước khi thực hiện nghị quyết Trung ương 6, Đảng bộ huyện có 164 chi bộ thôn. Sau khi sáp nhập, giảm còn 111 chi bộ, đảm bảo mỗi thôn chỉ có một chi bộ. Đến nay, các địa phương trong huyện đã bầu được 83 trên tổng số 111 bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn và đang tiếp tục thực hiện nhằm hoàn thành trong năm 2019 này. Đối với chúng tôi, là khi thực hiện theo cái tinh thần chỉ đạo chung của các cấp, thì có thể là thấy là cái việc tinh gọn bộ máy này hoạt động hiệu lực hiệu quả nó rất là tốt. Thứ nhất là tiết kiệm được nhân lực, kinh phí và hoạt động và triển khai đối với lại các công việc ở cơ sở thì nó rất là thuận lợi. Thực hiện cái chương trình hợp nhất bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn thì đối với các công tác triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết thì đã đi sâu đi sát và nó cụ thể hóa hơn trong công tác tuyên truyền cũng như là trong công tác tổ chức thực hiện, nó tạo sự đồng hành chung của từ các đồng chí cấp ủy chi bộ đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ của các cơ sở thôn. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm từng bước sắp xếp kiện toàn lại bộ máy quản lý nhà nước các cấp cho tinh gọn, thì việc triển khai thực hiện ở các cơ sở thôn luôn đảm bảo công khai và dân chủ. Nhờ đó, hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu là đơn vị dẫn đầu tỉnh về thực hiện tốt việc sắp nhập chi bộ và kiện toàn bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn. Không chỉ giúp tinh gọn bộ máy, đỡ cồng kềnh, mà điều quan trọng nhất qua việc sáp nhập các chi bộ và kiện toàn chức danh bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, còn giúp triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức chăn nuôi truyền thống sang nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, không chỉ giảm thiểu chi phí đầu tư, ô nhiễm môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Tiên Lữ. Hiện nay, tổng đàn gà của huyện Tiên Lữ đạt gần 600.000 con, trong đó các trang trại nuôi gà quy mô lớn đều áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Cụ thể, đó là chăn nuôi theo hướng sạch, khép kín từ khâu chọn con giống đến quá trình chăn nuôi vệ sinh thú y, tiêm phòng vaccine đầy đủ, hạn chế dùng thuốc kháng sinh cho gà, sử dụng đệm lót sinh học trong chuồng nuôi.
So với phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ tự phát truyền thống, nuôi gà theo hướng an toàn sinh học mang lại những ưu điểm vượt trội như tiết kiệm chi phí, giảm thiểu bệnh tật trên đàn gà, đồng thời không gây ô nhiễm môi trường. Nhờ đó, đàn gà phát triển đồng đều, tỷ lệ sống cao, không có biểu hiện bệnh tật và khi có dịch dễ dàng khống chế dịch. Điển hình như mô hình chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Quang, xã Lệ Xá, Đào Duy Nhất, xã Thủ Sĩ, Đoàn Văn Nhất, xã Hải Triều, nuôi với số lượng lớn từ 5.000 đến 10.000 con gà đẻ, cho thu lãi từ 500 triệu đồng trở lên một hộ một năm. Những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể trong việc tư vấn hỗ trợ hội viên nông dân, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của các cấp hội nông dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hiện toàn tỉnh có hơn 74.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó số hội viên có thu nhập từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng trở lên, ngày càng tăng. 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm có hơn 1.500 hộ thoát nghèo. Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, còn có sự hỗ trợ kịp thời của các cấp hội trong tỉnh, như hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng và trên 66 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Hàng năm cung ứng hơn 3.000 tấn phân bón trả chậm cho nông dân, đặc biệt là việc hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và thông tin tiêu thụ nông sản được các cấp hội thực hiện kịp thời, hiệu quả. Nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại được triển khai trong thời gian qua đã giúp hội viên nông dân tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Thời gian qua, nắng nóng kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng phát triển của các loại cây ăn quả, cây cảnh ở huyện Văn Giang. Các nhà vườn đang rất nỗ lực để đối phó với thời tiết cực đoan nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Trong suốt những ngày nắng nóng vừa qua, hầu hết những người trồng quất cảnh ở huyện Văn Giang đều liên tục có mặt trên các cánh đồng để chăm sóc, bổ sung nước và dinh dưỡng cho cây. Tỉa bỏ bớt hoa, quả non bởi nắng nóng kéo dài đã làm ức chế bộ rễ dẫn đến cây ra hoa nhiều hơn. Mà đối với các loại cây cảnh như cam, quất thì giai đoạn này là thời điểm quan trọng nhất quyết định đến chất lượng và mẫu mã sau này. Ảnh hưởng nó rất là lớn, cây nó không ra rễ, làm cây nó yếu đi. Nhiều cây cam ở trong chậu nó còn thối rễ. Hàng ngày là nói chung là mình cứ phải ngày là có 12 tiếng thì phải 8 tiếng là vào ngoài đồng ngoài bãi thôi. Nào phải đi tưới. Ở cánh đồng cam, bưởi hiện đã có một số cây trồng trên chậu bắt đầu xuất hiện hiện tượng héo lá. Còn các vườn quất tuy chưa có hiện tượng này, nhưng chất lượng cây đến thời điểm này có phần kém hẳn so với những năm trước đây. Cái mẫu mã cây năm nay này so với năm ngoái là kém, chỉ đã đạt được 70%. Năm nay này công bỏ ra nhiều hơn, chúng tôi phải khắc phục tưới nước vào cho nó, mà nó cũng không đảm bảo. Riêng với những vườn bưởi cảnh, tuy loại cây này rất phù hợp với thời tiết nắng, nhưng do nắng nên nhiệt độ cao kéo dài nhiều ngày nên không những làm cho cây chậm phát triển, dẫn đến không nuôi được quả ghép, nhất là với vườn đang hoặc vừa tiến hành ghép quả xong. Nếu không có biện pháp che nắng cho quả và bảo vệ vết ghép, rất dễ bị teo cuống và héo cành ghép dẫn đến rụng quả. Âm mát thì che một lá, bây giờ phải che đến hai lá, ba lá, mà thậm che quả đấy. Không che quả là cứ hở ra là cháy luôn. Nếu mà không che thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng. Phải nước phải đầy đủ. Nắng như này là phải sáng một lần, chiều một lần. Phun nhưng mà mức độ thôi, phải giữ cái độ ẩm thôi. Nhưng mà nhiều nước quá là lại thối rễ. Phải thường xuyên cho ăn. Cho ăn ít nhưng mà nhiều lần. Để đảm bảo cho cây cảnh trong giai đoạn này, các nhà vườn cần tiến hành tưới nước đều đặn ngày 2 lần sáng sớm và chiều tối. Không tưới lên lá, quả vào những ngày thời tiết nắng nóng. Có thể che phủ gốc để giữ độ ẩm cho cây, cùng với đó tăng cường dinh dưỡng. Giảm số lần cắt điện từ nhu cầu nâng cấp và sửa chữa lưới điện đang là mục tiêu thực hiện của ngành điện và các đơn vị cung cấp dịch vụ điện năng. Đội hotline của xí nghiệp dịch vụ lưới điện Hưng Yên vừa được thành lập đã đáp ứng sửa chữa nóng lưới điện ở cấp điện áp 22 kV. Đội hotline của xí nghiệp dịch vụ điện Hưng Yên có 6 thành viên và được đầu tư trang thiết bị đặc chủng trên 12 tỷ đồng, gồm xe cẩu tự hành điều khiển bởi thiết bị điều khiển từ xa với các lớp thiết bị cách điện lên tới 120 kV và các thiết bị phụ trợ khác nhằm đáp ứng thi công ở nhiều địa hình khác nhau. Chỉ tính riêng từ tháng 5 đến nay, đội đã khắc phục 20 sự cố về điện đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khách hàng, giảm bớt số lần cắt điện khi phải sửa chữa hoặc lắp đặt, đấu nối thiết bị mới vào đường dây điện đang hoạt động.
Thời gian qua, tình trạng quảng cáo giao vặt đã xuất hiện trên nhiều tuyến đường ngõ xóm khu dân cư gây mất mỹ quan. Ban Công an xã Tân Dân phối hợp với Hội Cựu Chiến binh xã tổ chức ra quân giải tỏa tháo dỡ các biển quảng cáo không đúng quy định. Tại buổi ra quân, các thành viên trong đoàn đã tích cực tháo gỡ, tẩy xóa và tiêu hủy hàng trăm quảng cáo giao vặt, tịch thu các vải bạt căng che sai quy định trên các cột điện, cây xanh, tường nhà dọc tuyến đường liên xã và các thôn. Sau đợt ra quân này, xã Tân Dân sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc dán vẽ quảng cáo, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi người dân, các tổ chức chính trị xã hội để đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp tại địa phương. Cùng với đó, xã đã giải tỏa những điểm vi phạm, tạo hành lang thông thoáng, đường làng ngõ xóm, xây dựng gần 2 km đường bê tông liên xã có bề mặt rộng 5 m, trong đó có hàng chục hộ của 3 thôn tự nguyện hiến gần 1.000 mét vuông đất để làm đường giao thông. Nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm tra tải trọng phương tiện, xử lý đối với các phương tiện cải tạo thành thùng xe, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban An toàn Giao thông kiểm tra chặt chẽ phương tiện, xử lý các vi phạm. 6 tháng đầu năm qua, kiểm tra rà soát Thanh tra Sở đã phát hiện và xử lý 251 vụ vi phạm, xử phạt tổng số tiền hơn 2 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó, phối hợp kiểm tra xử lý tại trạm kiểm tra tải trọng Hưng Yên là 67 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là 1,4 tỷ đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 109 trường hợp. Về vận tải hàng hóa, đã xử phạt 111 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt trên 1 tỷ đồng. Trong vận tải hành khách đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 64 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt 239 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng triển khai thành lập các đoàn kiểm tra hiện trường đối với các công trình dự án trọng điểm đang thi công trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hệ thống biển báo. Tuy nhiên, để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bền vững và hiệu quả, thì ngoài các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng thanh tra giao thông, rất cần hơn nữa sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 28 bánh heroin tại Hưng Yên vào cuối năm 2017, với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, khoảng cuối tháng 9 năm 2017, Bùi Thị Tình, sinh năm 1971 ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, đã mua của Trương Thị Thanh, sinh năm 1969 ở bản Trung Dũng, xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, 20 bánh heroin với tổng trọng lượng 7.099,4 gram để bán cho Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1960 ở tỉnh Hà Giang. Sau đó, Tình đã thuê Đào Thị Phượng, sinh năm 1973 và Lương Thị Thu, sinh năm 1984, đều ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, với giá 50 triệu đồng để lên nhà Thanh mang 20 bánh heroin về Hưng Yên bán cho Bình thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Mở rộng điều tra, ngày 29 tháng 10 năm 2017, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục bắt quả tang Trương Thị Thanh đang vận chuyển 8 bánh heroin có tổng trọng lượng 2.880,98 gram về Hưng Yên để tiêu thụ. Trong vụ án này, Trương Thị Thanh là người trực tiếp bán 20 bánh heroin cho Tình và mua 8 bánh heroin về Hưng Yên với mục đích để bán, nên chịu trách nhiệm với tổng số 28 bánh heroin có tổng trọng lượng 9.980,38 gram. Bùi Thị Tình và Nguyễn Thanh Bình là người trực tiếp thực hiện việc mua bán 20 bánh heroin. Lương Thị Thu và Đào Thị Phượng là người giúp sức tích cực cho Tình Thanh trong việc mua bán 20 bánh heroin. Các bị can Tình, Bình, Thu, Phượng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán trái phép 20 bánh heroin. Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo Thanh, Tình, Bình, Thu, Phượng với mức án cao nhất là tử hình và buộc các bị cáo phải nộp tiền phạt là từ 180 triệu đến 350 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.